Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 3, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5318, 8728, 7015. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5686. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 11455, 85050, 90945, 54902, 28067, 11094, 80485. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28999, 83454. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85228. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68626. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 400766. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 400766.